ổn rồi. Má tự nhiên bây giờ mình giết cảnh sát vậy trời. Tụi nó tưởng mình là chậm mỏi. Chứ mặt, chứ mặt, chứ mặt. Ủa đâu vậy? Easy. Bất ngờ chứ cô. Gài đại hả mày? Phía sau luôn. Ok. Giờ sao? Vậy chúng mới đéo vào được. Không biết trốn sao luôn á. Chơi luôn thôi. Hello, chào anh em. Chào mừng anh em quay lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục cuộc hành trình của Arthur trong Red Dead Redemption phần 2. Thì ở phần trước thì anh em mình đã đi tới đây mới gọi thành phố nè. Đây thành phố của Mỹ năm 1890 nè. Đó giờ thì mình chỉ ở mấy cái thị trấn hoặc là vùng hoang dã thôi. Bây giờ anh em mình chính thức vào thị trấn nè. Má nhìn thị trấn nhìn cái là có nhà gạch liền. Nhà gạch khối ấy. Mấy cái này là mấy cái nhà máy xí nghiệp này nọ bla 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 các kiểu á. Bú thiệt. Mà mục đích mình về đây qua đây á là đầu tiên mình sẽ cướp thật nhiều tiền, tiếp theo là giải cứu thằng nhóc mà bữa mình vô mình giết hết cả nhà Bayway á, nhưng mà nhà Bayway á có một thằng con của bà đó mang nhóc qua đây để mang qua Ý rồi. Ở đây có một cái cảng ấy, nhưng mà bây giờ mình phải đi tìm thông tin gì đó để mà giải cứu thằng nhóc đó, rồi sau đó mới đi thật xa khỏi khu này. Nhưng mà hiện tại trên bản đồ của mình thì có một cái khu vực như đây đây. Austin và Blackwater. Cái khu vực, hai cái khu vực này mình chưa khám phá, còn mấy này mình khám phá hết rồi. Hai khu vực đó thì mình chưa đụng chạm tới nên không biết sẽ như thế nào đây. Ok, bây giờ anh em mình sẽ là đi qua làm nhiệm vụ đầu tiên. Angelo, mấy đứa này lạ quá à. Niềm vui của sự văn minh. Cái này là gì? Tôi không rõ nhưng mà mấy cái này thằng này lạ quá. Đất cần bạn hỏi. Angelo Pro là ai ta? Có phải như là thằng con của bà ấy sao á? Hả? Ủa đâu phải đâu. Mấy em ta. Người ăn xin xin bố thí. Thôi cho tiền đi. Có khi sau này nó giúp mình được mình cái gì đó sao đúng không? Tôi cho tiền ông thì có gì ông hy sinh mạng sống của mình cho tôi nhá. Kèo này bú quá. Nhưng mình không được cưỡi ngựa sao hả? Ủa mày có được cưỡi ngựa không ta, mà sao kêu ngựa mà nó không tới ấy? Trời ơi mày thấy chậm chạp không? Chậm chạp quá. Sát súng nha, mới không có gì cầm bá được sao? Súng nhắm, rồi ok. Let's go. Tí tông nó rồi. Kiểu trong game này á, má tông người là chết luôn ấy. Hơi khó lái nha, tiện qua đây hơi khó lái ta. Mà thành phố này âm u vãi, hay là cái thành phố công nghiệp cho nên là khói đen nó bay lên cho nên là nó làm cho bầu trời đây âm u ta. Má âm u thiệt luôn á. Thằng này là cảnh sát trưởng không? Thôi đừng có đụng ngựa ở đây. Khu này nó giàu lắm anh em à. Không chơi được tụi nó đâu. Hỏi về Bronze. Tôi tìm người tên là Bronze ấy. Bronte? No, don't think so. Sorry. Oh, have you ever heard of a man called Angelo Bronte? No. But fancy name like that? Maybe try the Bastille Saloon, opposite the park with the Quincy Harris statue. Okay. Ở đây người ta còn hỏi người kiểu này thôi hả? Hỏi tên vậy hả? Ảo thì. Bây giờ chắc là mình phải về chạy anh em à. Về chạy chắc là tôi nghĩ mình nên về chạy. Má sắp mưa rồi, mưa gió bão bùng rồi. Từ từ, chấm về chạy đó mới chạy có vẻ xa nha. Ok, let's go. Về nhà ngủ thì nhiệm vụ nó mới reset được, giờ nó hết reset rồi.
Chết mẹ gặp trời mưa nữa chứ. Cái gì vậy? Cảnh sát bắt cướp. Ok, tới nơi. Đồ, mấy cái biệt thự bỏ hoang này bây giờ mình làm thành cái doanh trại của mình luôn rồi hả? Đỉnh trại. Wow, đỉnh vậy. Đợt trước mình vô mình giết quá trời người trong này, xong bây giờ thành doanh trại mình luôn. Mấy thằng đất phải cảm ơn mình á. Tại cái nhà này do mình clear giùm mà. Đó, hay hết. Là bây giờ mình có cái phòng riêng của mình luôn. Đúng không? Chuẩn luôn. Kiểm tra cái quần què gì đây. Kiểm tra cái gì vậy? Ai vậy? Beauty Morgan Spring Rock. Chắc là chủ cũ. Ghê quá. Quăng mẹ kính thiên, nhìn kính thấy ghê. Má nhìn như ma. Trời, cái đôi giày tưởng chân nào chứ. Mà phải chân nào không vậy? À, đôi giày. Trời, tưởng nào nằm dưới. Thôi đi ngủ. Ngủ tới sáng đi. À. Ngủ xong là reset nhiệm vụ liền. Quan trọng là không biết sao game này kiểu nhiệm vụ nó hay bị ẩn ấy, nên là không có thấy được là nó hiện lên, nên mình phải ngủ mới reset được. Ok, bây giờ nên mình sẽ qua bên tìm thằng Ron, thằng Brown gì đấy. Nhưng mà là ở quán rượu. Hồi nãy mình có tìm quán rượu mà hình như là nó không cho mình xem. Nó không cho mình làm nhiệm vụ. Bây giờ mình phải chạy ngược ra đó. Má phiền thiệt luôn ấy. Chạy tùm lum tùm la. Đúng không? Phải quán rượu đó không? Ủa không phải. Ủa phải quán rượu này hả? Hình như quán rượu này. Đúng rồi, maybe là quán rượu này chứ phải quán rượu hồi nãy mình đi. Ok, let's go. Để tôi skip mà, má tại đi dài lắm, má dài thòng lòn à. Ủa, ngựa ngu rồi. Trời ơi, tuốt ở đây. Mình bên này mà đi đâu. Ngựa của bạn không theo bạn nếu bạn đang ở trong trại. Come on. Đi thơ baby. Ủa phải ngựa mình không? Bé quậy, mình đặt tên con này là mấy bé quậy. Trời ơi, đi đâu vậy? Ngựa mình mà. Mấy con ngựa này ngu thiệt luôn á. Giờ phải chạy nó ra khỏi trại. Ngựa ngu này. Ok, em sẽ đi đường này đúng không? Ok, let's go. Có ai kêu mình cứu kìa. Sao? Từ từ, má. Coi chừng gặp thằng này giải dạng cướp nữa. Trong game này ảo lắm. Nhiều thằng giải dạng người giúp đỡ xong rồi cướp mình nữa. Sao cô? Tôi đã chạy thoát, chúng đã bắt vợ tôi, hãy làm ơn giúp tôi. Hát tội nghiệp vậy. Ok, giúp luôn. Một con cỏ láng dưới đầm lầy. Má coi gần không. Trời ơi má. Ok, trước khi mình làm nhiệm vụ chính để mình cứu vợ thằng này đã. Tội nghiệp quá trời, đủ má, mình đi cứu vợ xong rồi nó đi chạy hả. Ảo vậy. Điện tắt được không, có điện tắt không? Tắt luôn đi. Tội nghiệp nha. Mà bây giờ nó chạy mẹ rồi, tưởng đi theo mình. Ôi giời ơi, cái gì vậy? Dắp cái quần què vậy? Ngựa ngu này. Quay, có đồ chơi. Cá sấu con. Vậy đây, bình tĩnh như ngựa. Mình cần tìm cái cá sấu lớn lớn ấy, cá sấu này nhỏ quá.
Trời ơi, má game thật thiệt chứ. Từ từ dắt con này lên nè. Dắt con này lên bờ ấy, lột da cho đẹp. Để coi cái animation của nó lột da sao trời đổ cá sấu kìa. Má nhìn cá sấu nhỏ từ xa chút xíu mà bự thiệt luôn ấy. À đâm lại cho nên bị lúng anh em à, má game thật quá. Coi lột da, coi animation lột da hay sao. I know, girl. Just give me a second. Ủa? Lột mỗi da bụng hả? Thôi mệt, nó bỏ đi. Mình cần tìm cá sấu mẹ ấy, dí cho đã. Ok, bây giờ anh em mình đi cứu vợ thằng kia đã. Anh da đen này xong lỗi quá, vợ bị bắt xong chạy. Tưởng leo lên theo mình cho nó mượn cái súng bắn chung. Đây, 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 cái láng này, thấy cái láng rồi. Mặc dù không biết cái láng là cái gì nhưng mà chắc là cái láng là cái chỗ để ở. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi anh em à, đúng rồi, chuẩn rồi, có ngựa. Ngựa ngu ngồi im đi. Từ từ. Ngựa ngu ngồi im đi. Coi anh mày chơi nè. Tao sẵn sàng ra tao giết một đứa như mày. Má tính nó với tao luôn đi, tao thà chết chứ còn hơn nhìn mày thêm giây nào. Hình như trong nhà, trong nhà, trong nhà, trong nhà. Trong nhà, trong nhà. Có hai đứa, bố mày vô mày chơi mày luôn. Easy. Tụi này là phải cho nó mất cái đầu. Tụi này phải cho mất cái đầu. Nè. Mất đầu liền. Mất đầu liền. Trời ơi, dăm ba thằng nhóc này. Giải thoát. À, tụi này kỳ thị người da đen ấy, cho nên là giết luôn. Rén liền. Chị ngồi đây, chồng chị bỏ chạy rồi. Là sao? Loại bỏ xác chết khỏi nhà. Trời, đồ mới cứu giùm rồi còn phải dục giùm xác chết hả? Nhưng mà xui quá bà chị ơi, nhưng mà nhưng mà cái đầu của mấy thằng này thì còn ở trong nhà mấy chị nha. Tại lỡ bắn banh cái đầu rồi, nhưng mà còn mấy vụn đầu á. Đấy, game tạm quá. Rồi sao? Yeah, ngon, có tiền, có tiền. Đâu, tiền ở đâu? Bao nào? Bao nãy hả? Lấy hết mẹ đi. Cũng tốn thời gian của mình chứ bộ. Ủa, không phải hả? Bao nào ta? Ê, đừng có scam nha bà chị. Chết mẹ, bà chị scam rồi. Ủa bà chồng, bà kêu bà cho mình tiền, mà tiền để đâu? Tiền ở đâu ta? Không biết. Bà kêu để trong bao ấy. Bao nào? Mấy người nghỉ cứu lựa quá. Bao nào ta? Mở tủ em. Boy, you better stop that now. Bà kêu mình, bà kêu mình ăn cắp đồ bà, kêu mình dừng lại đi. Nhưng mà mình có biết đâu, bao nào đâu. Để tiêu bên ở đâu với bà già. Cọc thiệt chứ. Má điên thiệt luôn á. Thôi, má khùng thiệt trời trời. Bao nào đâu, thấy bao nào đâu. Không có bao nào hết đây.
Mở cái tủ coi có để tiền nào. Mày không được chào đón này. À, má mình mới cứu bả, giờ bả đuổi với mình mày. Chịu luôn á, chẳng biết chẳng. Má láo quá, dám lừa mình. Con mẹ nó, chết đi. Mới cứu xong giết luôn. Uy tín. Uy tín, giải cứu uy tín luôn. Chút da đen về sẽ thấy mình giải cứu vợ nó quá hoàn hảo. Có khi nó còn liên hệ mình cho mình tiền nữa chứ. Ngựa ngu này đi có chừng bị chìm bây giờ. Ủa, mình biết bơm ta? Chưa giờ thấy mình bơi nha. Ok, bây giờ mình sẽ qua bên quán rượu làm nhiệm vụ chính. Let's go. Sống phải tàn ác thì chứ. Sống hiền quá vậy bạn hiếp lắm. Lắm. Trời ơi. Miếng ngựa này. Ngựa tôi mua 400 đô ấy chứ. Mà không biết nhảy qua hả trời. Đúng rồi. Má mong đừng có xe lửa đây nha. Má một phát một. Một phát một bay cái đầu luôn. Đi, đi ngược lại. Ngựa này khùng quá. Tính bắn chim mà xa cao quá. Thôi vô thành phố rồi cất súng đây. Họ báo cáo chồm là cảnh sát nó dí dây bắn không kịp ấy. Kiểu bây giờ mình đây cái cảng này. Bây giờ mình phải tìm cho ra thằng nhóc. Tại vì thằng nhóc sẽ bị mang qua bên Ý qua thông qua cái cảng này này. Nhìn sung túc hẳn ha. Looking for trouble. Mỗi địa hình là nghe cái tiếng bước chân của ngựa khác liền không? Hát game game thật vãi. Không phải game này ngày xưa là xém được game ốc là gì ấy, là game game của năm ấy nhưng mà không được có cái tựa game hay hơn như là thì giới cạnh tranh như nó là như được God of War hay sao ấy. Echo. Trời ơi. Để nó được không ta? Trời ơi. Đây, vô quán rượu. Chế độ mới vào. Ủa đất mà. Trời giỡn má tưởng cú lừa. Thành phố Gomera của xứ Hoa Kỳ. Thành phố của những kẻ hấp diêm. Hi, Vala. From what I've heard, this establishment is our best lead, but I haven't had any joy in there so far. So, I should just give it a shot? I think so. Just keep it cool. You know me? I'll meet you back here anon. These things. Chết mẹ, làm gì tụi nó để ý dữ vậy ta? Ôi má toàn doanh nhân không, đây mẹ đây mới là doanh nhân này. Giới thượng lưu, giới thượng lưu. That's why we love it. Born and raised. Hello. I'm sorry. Please excuse me. Trời má kêu mày nó bơ mày luôn hả? Now, how can I help? You look like a whiskey man. Sure. Chắc chắn rồi. Tôi cũng đang cần whiskey đây. Đúng rồi, hàng xịn đấy, từ tận Scotland.
Here, have one for yourself. Well, thank you. So, mister, can I ask you a question? You ever hear of a fella by the name of Bronte? Who's asking? Me. I'm asking. No, leave it, Fred. What do you mean, leave it? Look, I don't know what business you're in, but leave it, Fred. You and your pal that was in here before. Sao lại từ bỏ ta? Nó thằng nào ta? Thằng này tên trùm cả người Ý sang ăn spaghetti với mì xào mì dài như vệt nước đáy. Ăn mì Ý với cọng mì dài như vệt nước đáy cái lùm mía. Hai ba là hỏi tin tức trong hẻm à? Đám nhập cư bọn chúng không đáng tin đâu, ok. Mình sẽ không tin bọn nhập cư đúng không? Không biết đường này ra hẻm được không ta? Nó không cho anh em mình đi cái đường đó rồi. Vậy chắc là phải ra đường ra bên ngoài. Hả, khu này khu nhà giàu hay sao á? Nhìn ai cũng sang hết. Chỉ có mình phèn thôi. Mình mặc đồ phèn chúa luôn á. Đây có hẻm này, có cái hẻm này. Ủa mấy cái hẻm này, cái này có phải cái hẻm không vậy? Xịn vậy. Có thấy ai đâu mà hỏi. Have you seen any kids around here? Oh yeah, just through that archway there. Ủa, phải nhóc mình đâu? Hey. Không phải. Hey, you got a cigarette, mister? Maybe. Huh? I'm looking for a fellow named Angelo Bronte. Italian. I know him. Everyone knows him. Where is he? We'll take you up. What it'll cost? I reckon I can pay. $5. Where does he live? New York? I'm an entrepreneur. If you don't want to pay, then I don't want to walk. Oh, man. That's a bad breath. Here. Come on. Má tốn tiền như tụi này xong nó dẫn vô nó úp sọc mình chắc cười ỉa. Bánh nhảy ranh nè. Ngày mới đến thành phố này à? Đừng lo, không ai hiểu rõ thành phố này hơn tôi và Split đâu. Split thằng khùng nãy à? That's Baird and Schreiber on the right there. Famous bookstores. Not that I'm much of a reader myself. Now over here is a real piece of art. That's the Church of the Holy Blessed. Nhà thờ Đức Mẹ Đồng Trinh. Model on the famous church in Toulouse. Đức Mẹ mà Đồng Trinh. You been to Toulouse, mister? No. We're Catholics here, mister. Ain't Baptist or nothing. My mama says they used to burn Protestants and all, but we all friends now. Isn't that the most beautiful testament to God's love for us all? Bet they don't have nothing so fine where you come from, mister. Look at them fine steeples. Chết mẹ bị cướp. Cái lùm mía nó bị cướp. Má vãi, không bắn được, nó không cho mình bắn nhóc. Vãi thiệt. Má xu thiệt chứ. Giờ sao ta? Má nó ăn cắp cái đống đạn của mình hay sao ấy? Biết ngay mà mấy thằng nhóc này ghét bình lờ ra. Mấy con chó mai lanh này. Được rồi, chết mẹ mày với tao. Mấy lần này mai lanh thiệt chứ. Xui vinh lờ luôn. Mày tao gặp mày tao ký đầu chết mày luôn. Tao gặp được mày thì mày tiêu rồi cu. Đâu, tụi nó đâu? Ủa đâu rồi? Mía thì chứ. Tìm kiếm đứa nào trong con hẻm hả? Why, yes, we did. He went around the corner there. Thanks a lot, mister. Mày đây rồi con chó. Right
Mày đây rồi. Mày chết mẹ với tao. Chẳng qua tao không bắn được mày thôi. Mày nó không cho mình bắn anh em à. Gặp tôi giết mẹ cho rồi. Chạy hộ, chạy hộ, chạy hộ. Không cho quấn luôn hả? Ghê vậy. Nó không cho mình bắt cho bắt ấy luôn. Trời ơi mất. Con gà này. Đi xíu cũng té. Trong này. Nếu tao bắt được mày đập mày chết. Watch your step. What is your right name? Marnity. I'm telling you, I'm fellas, you seen a kid come through here? About 14, 15? Oh yeah, he ran right to us. Ran around the corner there. Để hướng nào? Mày gặp mày chết mày với tao. Mày bắt nó không được hả ta? Trời ơi, té nó chứ con. Con gà này đá chạy xíu có té hoài. Nó không cho mình quấn dây anh em à. Trời độ mới có súng hả? But that kid is, and he robbed from me. Now give me back my stuff and take me to Angelo Bronte. Senor Bronte. That kid was gonna show me before he robbed me. Ah. Come on. Why? You new in town, mister? Come on. Mr. Bronte's got a lot of friends, mister, but I ain't never seen you. Ơ, là chưa bao giờ thấy thằng Ron đây hả? Nghe Ron, mấy con nhà đẹp và tự hào vì được làm việc cho mấy. Thành làm việc cho nó hả? Ông ấy có tận 50 người thú quý ông à? Vậy thì sao? I'm sure you do, mister. You and them friends of yours been asking about them all over town. He been mighty disrespected. Bunch of muddy Yankees in town asking questions. Well, you and your friend should pay him a visit, mister. He's got a big house on Flavian Street opposite the park. Hey, Yoko. Now, get out of here. Má vãi. Tức là bây giờ mình không được phép, mình không thể nào tìm được thằng Ron ở đây hả? Tại tụi này còn tụi này làm cho thằng Ron mà tụi nó còn chưa thấy thằng Ron bao giờ mà. Báo. Đây có thằng nào đến kiếm mình hả? Cho tiền luôn đấy. Nhìn cha tội nghiệp quá nên cho tiền nha. Đây, anh bạn, tôi tặng anh trai. Đồ. Nhân Sam Edisor. Anh ơi. Má vừa lờ mới ly dị vợ nên trời ra đường ở luôn hả? À? Má tội nghiệp vậy? Má đi dị, ly dị vợ xong bây giờ ra đường ăn xin luôn. Ảo thiệt. Đây nhà có một Ron hả? Ồ đất, đất đây, đất đây. Má xui vãi mới vô thành phố vô làm quần què gì bị tụi nhóc cướp. Có vẻ là một gã người Ý làm chồng ở thành phố này. Ai cũng biết hắn, nhưng không ai muốn nói về hắn là sao? Hình như càng lúc đâu mình càng dài đây mà tôi để ý rồi. Game này thật vãi, chơi càng nhiều thì râu mình càng dài ấy. Rồi, ok, mình với thằng John sẽ vào đây combat luôn đúng không? Vùng đầm lầy này hay thành phố, cả hai đều đầy rẫy sâu bọ, lũ bò sát và bùn nhầy.
chính ra mình chính là sâu bọ đúng không? Mình là con, mình là cướp mà. Ok. Ủa là sao? Tại sao lại ở đây? Tại sao lại ở đây nhờ? Bà này nói gì? Hello. Hello, ma'am. Morning, sir. Rồi xong lại phải về chạy để reset nữa hả? Má tốn thời gian thiệt luôn á. Ok, tới nơi. Bây giờ mình tìm cho những đất rồi, tại vì đất nó gặp đây mới gặp đây luôn. Giờ mình sẽ tìm thằng Boron gì? Thằng Bron trong này. Nhưng mà vẫn chưa thấy cái nhà nó đâu. Rất là kêu là cái nhà đối diện con bia. Có vẻ hắn là một người châu Âu tóc tai vuốt vuốt các thứ. Trời má cái nhà kìa. Nếu giờ ta vào đó và bắt đầu bắn tung chỗ đó lên thì thằng bé sẽ bị bắn. Điều đó tôi dám chắc. À thằng Ron hình như là buông người sao ấy. Chứ không phải là do thằng con bà kia bán qua đây. Thế là mang qua đây mà thằng con bà bán qua đây sao ấy. Vãi đúng bắn tung luôn đi. Sợ đéo việc lia luôn. Bạn sợ à? Excuse me, sir. We have an appointment to see Mr. Bronte. Who are you? Hay quá. Get your boss down here and now so we can talk about this like gentlemen. Ngầu thế. Run along now, boy. Chết mẹ mang cái đống đồ chơi rồi kìa. Thư giãn tới đéo mà được trời má. Ngầu ha. Cách cách vào nhà người ta bằng cách đấm người ta để cho ta vào nhà mình. Ảo thiệt. Don't worry boys, we come in peace. We just need to straighten a couple of things out with your boss. Má rén luôn. Má rén rồi. Trời ơi mấy cái nhà. Đúng rồi, đại gia châu anh em à. Chi sono sti buffoni? Sono qui per picciotto. Coi soldi? Why do you take his son? Excuse me. I said, why did you take his son? We ain't got no problems. Chúng tôi không muốn kiếm chuyện với ông, thưa ông. Hay là ông cũng thế. Nhưng nếu ông muốn thế thì khá sự phải chết trong căn phòng này trước khi chuyện đó sẽ kết thúc đây đấy. So, you walk into my city, stinking of shit and looking like this, and you come into my house before you have a bath and you tell me how to act? You ask me to show compassion. Have I not shown you almost infinite compassion already? Má thằng này nói chuyện kiểu bi bi, kiểu ngọng tiếng châu Âu ấy, tiếng Anh mà kiểu ngọng tiếng châu Âu ấy. Now, we are simple country folk. Được, má thằng này hạ mình xuống luôn hả? Is each other. And you have gone, and you have took his son. Over some dispute with some inbred ex-slavers, it ain't got nothing to do with any one of us. You had nothing to do with destroying the liquor business! We was innocent bystanders. And that which we weren't innocent of, well, we most surely were ignorant of. You twist words, you lie shamelessly. I'm not joy, không ngưỡng mồm à. Than everyone else. Theodoro. That's an embarrassing woman. The fuck? Cái lồn vậy? Arthur Morgan. The pleasure is mine. Cái lồn gì trời, đang cái lồn căng thẳng sao tiện mang đồ chơi, đồ rượu ra nhậu trời. Vậy và là mắt ba thằng này nhìn vậy và là
Từ từ để tăng tăng đồ họa lên đó anh em à. Nhưng đồ họa sao bị thấp vậy? Hồi nãy ấn hơi yếu, hơi ảo, đúng rồi. Yes. Đúng rồi, bật cao lên. Bật cao lên xem cho đã. Can my friend have his son? Of course. But nhưng pocket over a misunderstanding. Of course I know you would not want that. Nghĩa là có vụ hiểu lầm vậy. So, how about this? You perform. Các vị làm cho tôi một chuyện đơn giản cho tôi. And you get your son back. Anh sẽ được mang con trai anh về. Couple of people have taken to một số kẻ trộn mộ trong nghĩa trang. Kiểu đó hợp lý quá còn gì, ổn nhất luôn. I love you. See, they've taken not only to desecrating the dead, but they've done so without paying a tribute to the living. Thing is, they see my men, of course, they're on the mile. So maybe you two head off, huh? And you, Mr. van der Linde, you tell me more about my manners. Tức là bây giờ mình sẽ xử lý kẻ chậm mộ hả? Salute. Ảo nha. Má sầm cứt thiệt, tưởng vô đấm nhau. Xong tự nhiên hai thằng quắt tay xong đi nhậu, mình là... Má mày công nhận nhà này giàu thiệt, má bự vãi. Nhà bự vãi luôn ấy. Má khu này khu nhà giàu anh em ơi. Toàn biệt thự thôi. Nhớ không nhầm thì tôi đi ngang qua đó rồi ấy. Giờ kiếm thì chuyện đơn giản mà. Kiếm mấy thằng chậm mộ xong xách súng ra chơi thôi. Vấn đề của mình là sợ quên mang súng thôi. Xà sạc gân đi, lâu rồi chưa xà sạc gân. We don't even know where Jack is. Ảo thiệt. Còn mấy thành phố đẹp với ta, khúc này khúc nào vậy? À, thành phố này cũng nhiều khu lắm nha. Tại ban đầu là mình ở cái khu mà khu công nghiệp ấy cho nên là nhìn thấy âm u tối. Ôi, khu nhà giàu má đẹp vãi. Má đẹp thật. He's okay. He'll be fine. I figured the Braithwaites were going to hold Jack ransom for all the money we cost him. They must have sent him here so we couldn't get to him. But Bronte knows by now there's no Braithwaites left to pay him. Jack ain't much use to him anymore. Let's just get this done. Let Dutch handle the rest. No, mỏ đâu? Đi theo John. Gần khu này có mỏ hả? Rồi khu này có cái mỏ nào hết ta? Xách khẩu sạc gân ra đi. Súng hai nòng ấy. Ủa này có phải súng hai nòng không? Súng hai nòng dữ chưa? Con này súng trường mà. Trời, lấy lộn súng trường rồi. Tìm đám chậm mộ. Ok, bây giờ thằng nào chậm mộ đâu? Con mẹ mày lẹ xuất hiện lại để tao giết xong rồi tao cứu con trai của thằng John coi. Má cái thằng con trai. Từ từ. Má sợ ma vờ lờ. Ủa tại sao tụi nó không chôn mà tụi nó để trong xây cái nhà xong rồi để cái mỏ đây ta? Từ từ anh em mà mình phải đi từ từ. Ủa cái đó là sơ mà, trời ơi nhìn lộn. Bà sơ mà tưởng tôi chậm mộ. À mình đã làm tôi chậm mộ bỏ chạy hả, mình phải làm trong âm thầm. Vậy thôi lấy con ngựa đâu rồi, ngựa ngu rồi. Cái ngựa xin lấy cây cung á, lấy cây cung trên ngựa ấy. Đúng rồi lấy cung qua chơi. Rồi let's go. Xách cung ra mà chơi thôi chứ còn gì nữa.
Sao nó cho mày đi nhanh ta? Nãy giờ tụi chợ mổ nằm đâu trời? Anh em bình tĩnh nha. Tìm đám chợ mổ trong nghĩa trang. Mình không thấy tụi nó anh em à. Sương mù dày đặc quá. Có vị trí tiếng động bên này. Có bên khu bên này, khu bên này, khu bên này. Cái gì vậy? Kết thân với con chó đã. Đi theo con chó sao ấy? Ừ, từ từ. Mày có nên đi theo con chó không ta? Má nó dẫn mình vô đâu vậy trời? Đây đây, khu bên này, khu bên này, khu bên này. Nó xuống ngoài trời nó. Bên kia có đám gì vậy? Có hai đám luôn. Có hai đám luôn anh em à. Chuột này chuột. Trời ơi, người say rượu. Hết hồn. Nói cái tưởng là tụi chậm mộ. Trôn qua bên kia rồi. Trôn qua bên kia rồi. Má căng thẳng quá. Trong này hả? Maybe là trong này. Mấy đừng gặp ma nha trời. Nam mô Di Đà Phật. Mấy đừng gặp ma nha. Ủa có ai đâu? Chết mẹ, bị phục kích rồi. Tao bảo rồi, tụi mày chơi sao lại tao? Mày nhóc. Clear. Bắn ai vậy hả cô? Bắn ai vậy? Hả? Ủa? Đúng mất tụi này như ma vậy? Mới thấy núp vô mà. Easy. Con mẹ mày, đứt cái tay liền. Má tụi này như ma vậy trời. Má mới thấy đây mất tiêu rồi. Đây. Mất cái đầu. Tiếp. Má tụi nó như ma ấy. Ok, okay tìm được. Phải cái chợ mộ ảo thiệt. Tụi này nghèo bình lờ luôn ấy, chả có gì cả. Tìm đồ của đám chợ mộ. Tìm cái gì? Đây hả? Tìm cái gì trong này trời? Thế là không biết tìm đồ của đám chậm mộ tìm gì á. Kiểm tra gì cha. Cái gì vậy? Tiền vàng vàng vàng.
Đủ tiền, vừa làm nhiệm vụ vừa có tiền, ngon. Má được, tụi nó tới tiếp rồi. Lại đây, tao đang cần giết người đây, má đang ngứa tay. Ê, đủ cảnh sát, chết mẹ, cảnh sát, trời ơi, tí đi bắn mẹ rồi. Hên vãi. Rồi xong. Vãi thiệt. Thế ổn rồi. Má tự nhiên bây giờ mình giết cảnh sát vậy trời. Tụi nó tưởng mình là chậm mỏi. Chứ mặt. Ủa đâu vậy? Easy. Bất ngờ chứ cô. Gài đại hả mày? Phía sau luôn. Ok. Giờ sao? Vậy trốn mới đéo mà được. Không biết trốn sao luôn á. Chơi luôn thôi. Chơi luôn. Đời có sống có lần mà chơi luôn. Nhưng mà mình mang súng phò quá. Từ từ. Nó kiếm được. Mẹ con chó ngu này. Chạy đi. Chim cút. Em biết nó sẽ là nhân chứng của mình. Biết ngay mà. Hết sò. Ok. Chạy. Mới nó bắn kìa. Ok. Ôi, tụi nó đứng đường kia, tụi nó đứng trước mặt mình luôn, má vãi. Bây giờ phải chạy thoát khỏi cảnh sát nữa. Mình lờ đang làm nhiệm vụ sao bị chi nãy. Ê, cảnh sát. Rồi má, bị bao vây luôn chứ, ảo thiệt. Đúng rồi, đi đường ra, quẹo ra đường ray đi. Ok, cái truy nã mình đang bị giảm kìa. Maybe là... Từ kiếm thì chui vô đã. Chuyện nhà thì được không? Thôi, má vô đây mất công bị bí á. Bí sao không biết chạy đi đâu ấy. Căng quá. Cái lùm mí nó bính á. Tụi nó không điều tra đường ray sao á. Ok, mượt anh em à. Sắp, chuyện đã sắp xong rồi. Vô cái chỗ gửi thư đi chú đi. Giáo bộ ngồi xuống được không? Ok, xong. Mượt liền. Trả tiền bảo lãnh. Easy. Kèo này anh chấp. À, khu giải trí này, mấy thành phố này xẹp, đẹp lắm nha, chứ không phải là kiểu âm mưu đâu. Có khu nhà giàu tới khu giải trí nữa này. Mình như mới thấy được rạp phim, mới chắc rạp hát. Thời này chắc chưa có phim đâu. Ồ, vãi, thành phố đẹp dở. Game thật vãi. Chỉ sợ đăng đi xong ngứa tay lấy súng rồi bắn người ta xong bị cảnh sát giết tiếp thôi. Cái tật ngứa tay vậy. Ủa. Tới nhà, má thằng John. Ngựa cuốc thằng đất đẹp vãi ha. Ngựa trắng. Ủa tại sao lại qua đây? À, bên này. Lên lòn da đen. Ok. Khuyên bé rồi. Let's get going. What a fine man. Hey, friend. Thank Mr. Bronte for everything. Yeah, I'm fine. Ông mấy hung gió mình hả? Mấy gây lọ vậy. Mời chúng ta một bữa tiệc ngoài trời ở nhà thị trưởng. Mà chúng ta chỉ làm cái tay nông dân, ok. Mình sẽ giả bộ là tay nông dân ha. Mặc dù mình là cướp. Ok. Let's go. We have a new camp set up, Jack.
Tức là bây giờ chắc là mình về này xong mình đi ngủ, cái chắc sáng mai mình sẽ đi tìm ngoài trời dưới nhà của thị trưởng với thằng Ron đó. Cứu được đứa bé là ok rồi. Ban đầu mình kế hoạch của mình á là cứu được bé nhóc này xong rồi mình được rồi bỏ thành phố luôn. Mình nhiệm vụ của bé hơi ngắn cho nên là nên là chắc là ở lại nói chuyện với thằng Roy với thị trưởng nữa. Nói gì vậy? Là đồ ăn, nhìn nó giống mấy con giun nhưng mà ngon. What the fuck? Papa Ron. Đừng gọi ông ta là Papa chứ. Cavallo, tiếng Ý là con ngựa. Pantofolo là đôi dép. Họ đưa cho con hai đôi, một đôi đi ban ngày, một đôi đi ban đêm. Má, chết mẹ, John. John là ba đó, bây giờ nó kêu thằng bắt cóc nó là ba luôn chứ ảo thì. Abigail là vợ của thằng John, là mẹ của thằng nhóc đó đó. Má, bà mẹ rén luôn. Má, con mặc đồ như ở Ý luôn trời. Con mặc đồ đĩ vậy. Nhìn con mặc đơ luôn. Jack, how are you, boy? I'm fine, thanks. Everything's okay now. Abigail? Can I go play now? So, well, we met Mr. Bronte. He is quite a character. Is he now? You ever meet an Italian strong man before? Not outside of a circus. Well, let me tell you all about him. John, you go be with your family. Arthur, thank you. Boys, we got some work to do. Interesting work. Nhà mình cứ tưởng làm xong kè này mình sẽ lấy được luôn cái đống tiền chậm bộ luôn, ai giờ phải trả lại cho ông đó hả? Thank you, Arthur. Đầu game á là mình cứu thằng này, gần cuối giữa game á thì mình cứu con trai nó, và là thì cứu hết cả gia đình mẹ rồi. Là như tôi nói đi, về với gia đình anh. Ok, chuyển cảnh mình vô nhập vai luôn đúng không? Mà hát game thật vãi, mấy chuyển động mượt vậy? À, mình cũng có 112 đô anh em à. Tới giờ ăn chơi của tụi này rồi. Thế coi ăn chơi sao? Game thật vãi. Chúc mừng bé về nha. Chúc mừng bé về nha. Chơi bơi chơi nhà đi. Đâu hả? Giấy đen này bị... Hay nhờ, game thật vãi. Nero, Silito, Lindo, De Charabando. Vinie, Benzendo. Empado, Oticho, Nero, Silito, Lindo, De Charabando. Ha 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 ha. Rồi hát karaoke hả? Mắt sao mình ngầu vậy? Vui nhờ. Bà già này bây giờ máu chó lắm nè. Đợt tụi tụi làm cái cơ quan mật gì của Hoa Kỳ tới bắn tính bắt cái đám mình đó, xong rồi bà này cầm súng chỉ vô tụi nó này, má máu vãi. Hạnh phúc vậy? Cà khịa được không? Ai da da, vui vãi. Hey, Mr. Morgan. Ai, chị gái cháy nhất ở đây này. Má cầm súng bắn người ta này, muốn chó vãi. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi tập game này. Nếu anh em thấy hay thì like và subscribe, cũng như hãy comment bên dưới những điều anh em muốn mình cải thiện ở các video lần sau. Ok, cảm ơn anh em. Bye bye.